dấu hiện tượng lạ như này đấy. Câu 9. Áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, tốc độ khoảng 25 km/h và mạnh lên thành bão số 4 trên khu vực Bắc Biển Đông, cách Hoàng Sa khoảng 420 km. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 8, giật cấp 10, độ rủi ro thiên tai. Phú Quốc lũ, lụt. Dạ, lập hết. Trời ơi, ông rồng, ông đi lên cái bàn thờ tổ tiên á, ông xin ông trời đi. Mấy cái này mà ông cũng đi tin hả? Con rồng á chỉ là hình thức của thế gian thôi. Trời ơi, mọi người ơi, chết rồi. Trời ơi, tủ lạnh máy giặt hư hết rồi. Trôi hết nước ở nhà em, trôi hết rồi. Và vào sâu bên trong thì cái mực nước sẽ cao tầm 1m đến 1,5m. Để đảm bảo an toàn cho người dân thì ngày hôm qua và hôm nay chính quyền thành phố Phú Quốc cũng đã huy động lực lượng di dời các hộ dân ở vùng bị ngập ra nơi an toàn. Hiện tượng lạ tại hồ Linh Đàm, cả đàn cá nhảy lên mặt nước không rõ lý do. Bạn đã bao giờ chứng kiến một hiện tượng kỳ lạ như thế này chưa? Chiều nay, tại hồ Linh Đàm, Hà Nội, cả một đàn cá bất ngờ nhảy lên khỏi mặt nước liên tục, mặc dù trời hoàn toàn không mưa. Đây là đoạn video được người dân tại khu vực ghi lại. Trước màn hình của cô chú anh chị và các bạn là một trong những hiện tượng lạ ngày hôm qua tại hồ Linh Đàm ở Hà Nội. Những đàn cá liên tục muốn nhảy khỏi mặt nước rất là kỳ lạ được người dân ghi lại. Và ngày hôm nay là ngày 19 tháng 9 dương lịch năm 2024. Em đang cập nhật những tình hình tin tức mới nhất về cơn bão số 4 đang dần đổ bộ vào miền Trung nước ta, được hình thành từ áp thấp ở Biển Đông. Và như cô chú anh chị mình cũng đã biết, vừa rồi thì miền Bắc nước ta đang dần và vẫn chưa khắc phục được những hậu quả nặng nề mà bão số 3 để lại, thì bây giờ đang có một cơn bão mới tiến vào miền Trung Việt Nam. Và đây là hình ảnh ở Đà Nẵng được bà con ghi lại. Mặc dù bão chưa vào nhưng mà những cái sức gió và mưa rất là lớn, rất là nhiều, và cũng đã ngập lụt nhiều nơi như ở Phú Quốc, ở Buôn Mê Thuột. Và ở trong video ngày hôm nay, em xin gửi tới cô chú anh chị và các bạn những hậu quả cũng như là những tình tiết mới nhất của cơn bão số 4 đang dần đổ bộ vào nước ta. Trời ơi, chết rồi mọi người ơi.
Trời ơi này, sao mà ở đâu ra mà nó sôi hết ngập nhà em rồi mọi người ơi. Trời ơi, trời ơi, tôi chết rồi. Nó trôi hết rồi mọi người ơi. Trời ơi này, máy giặt máy đồ trôi hết rồi này. Trời ơi, không biết làm sao thế này. Trời ơi, nó tung cửa ra nó vô. Trời ơi, tivi thì đồ kìa, nó trôi hết rồi. Chưa cúp điện được, chưa vào được. Bây giờ không biết làm trôi mất mấy cái áo của chị Hà rồi. Trời ơi, bây giờ không biết được cứu kiểu gì được mọi người ơi. Hỗ trợ cho nhà em với, trôi hết rồi, nhà cửa xe trôi hết rồi. Trời ơi mọi người ơi. Trời ơi này, đồ đạc nó tung trôi hết rồi anh ơi. Bây giờ không biết vì sao trôi hết đồ rồi này. Đồ đạc là trôi hết ra rồi. Trời ơi, trời ơi, sao mà trôi hết thế này. Tôi chết rồi. Cửa đằng sau nó bể ra. Nó đập cửa nó bể ra luôn. Không thể chủ quan, miền Trung lên phương án ứng phó với áp thấp nhiệt đới sắp mạnh thành bão số 4. Theo Vietnamnet, đến 1 giờ ngày 18 tháng 9, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, tốc độ khoảng 25 km/h và mạnh lên thành bão số 4 trên khu vực Bắc Biển Đông, cách Hoàng Sa khoảng 420 km. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 8, giật cấp 10, độ rủi ro thiên tai cấp 3. Đến 1 giờ ngày 19 tháng 9, bão di chuyển hướng Tây Tây Nam, tốc độ khoảng 15-20 km/h trên khu vực Hoàng Sa. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 9, giật cấp 10, độ rủi ro thiên tai cấp 3. Dự báo khoảng 70% bão di chuyển vào khu vực biển Thanh Hóa đến Quảng Nam. Các địa phương miền Trung đang khẩn trương triển khai phương án phòng chống ngập lụt đô thị, sẵn sàng ứng phó với áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão số 4 và mưa lớn. Tranh thủ dọn dẹp. Tổ quốc đó bạn. Phú Quốc năm nay mưa quá cũng ngập ảnh hưởng bão rồi bạn. Mình ở này ở ấp Cây Thông ngoài xã Cây Dương thành phố Phú Quốc tỉnh Kiên Giang. Chung năm nay Phú Quốc ngập cũng rất là nhiều. Ở đây việc gần ngoài đường mà còn ngập cái này mấy cái khu vực mà thấp đó, là ngập nửa nhà hoặc là lên gần hết nhà luôn á. Đây là nhà vậy cũng gần cũng cặp mấy suối á, cặp mấy suối này nè. Là năm nào cũng bị ngập nhưng mà năm nay là ngập vô nhà luôn. Mấy năm trước là chỉ ngập mấy mé ngoài thôi, nó không có đến nổi. Còn coi tranh nước đúng rồi, Phú Quốc cũng ngập tại vì mưa nhiều quá trên núi nó đổ xuống thoát ra biển không kịp nó vẫn ngập rồi ngay. Nước hiện giờ đang đứng lại rồi, hết mưa rồi. Dạ, năm nay thiên tai bà con rồi cũng khổ nhiều lắm. Mưa kiểu này tàu phà là không chạy từ mấy ngày trước rồi bạn ơi. Ở Phú Quốc Kiên Giang nha mọi người, Phú Quốc Kiên Giang nha mọi người. Ở xã Cái Dương. Xã Cái Dương là bị nặng nhất. 3 giờ là nước nó lên là mình thức dọn đồ rồi. Này nước ngọt bạn ơi. Nước ngọt trên núi cho nên nước mưa trên núi nó đổ xuống, nó đổ theo đường suối á. Nó chảy ra biển mà nó chảy không kịp thì nó thoát không kịp á là nó ngập à. Mưa tầm cả 2 ngày là nước nó lên nè. Tất cả mọi người nha. Mưa quá mưa. Ngập vô nhà hết. Anh
kia, nhà bên phía bên kia không thấy mở đèn, biết có ngủ rồi chắc không hay, nước lên ở nhà Việt nó lên, lên gần tới đầu gối vô nhà hết luôn. Bên kia không ai hay hết. 4 giờ ra thấy nước lên phát hiện ngập hết rồi mọi người ơi. 6-7 hectare cái này ngập hết trơn, không biết ở trong xóm trong của mình bến tràm cây thông đồ với xóm dưới đồ mạng 8 nó ngập cỡ nào chết. Ngập cái cầu nè, nhà mình cao biết nhiêu luôn mà giờ cặp ngập đường xá hết trơn rồi trời, hết luôn rồi, trắng lăng luôn. Giờ ở nhà thôi chứ không có đi đâu ra khỏi nhà được hết trơn, ngập nè. Mày thấy không, muốn quậy ngập vậy đó. Vậy mình sao sáng không tư vi không, lúc 5 giờ sáng vậy em chạy xe đi ra được hay thiệt. Trời ơi, nó ngập cái năm 2018 mà nó ngập không bằng năm nay luôn á. Thảo Nguyên Nguyễn đứng bụng luôn trời. Lũ lụt đây. Phú Quốc lũ lụt. Dạ ngập hết. Ngân ấy, ở đấy là Phú Quốc nhá, Phú Quốc Kiên Giang nhá, thành phố Phú Quốc ạ. Chỗ mình đứng đấy thì nó rơi vào khoảng 1 mét, nhưng mà ở đấy là ở bên đường, cái đường gọi là đường đi, và đấy là mình đang ở trong cái sân một cái nhà đấy, ở sân một nhà đấy. Bây giờ nước đã đến hông ạ, qua đấy rồi, nước mưa quá mình không dám đi ra ngoài ạ. Đúng rồi, nước chảy vào nhà. Giờ nhà còn ngập bắn rồi mà. Đúng là cả nước kia đang phải gồng cảnh về thiên tai. Hiện tôi đang đứng tại tổ 10 ấp Bến Tràm xã Cửa Dương. Đây là một trong những khu vực chịu ảnh hưởng của mưa trong những ngày qua. Thì như hiện nay tôi đang đứng thì cái mực nước đã cao hơn đầu gối. Và vào sâu bên trong thì cái mực nước sẽ cao tầm 1m đến 1,5m. Để đảm bảo an toàn cho người dân thì ngày hôm qua và hôm nay chính quyền thành phố Phú Quốc cũng đã huy động lực lượng di dời các hộ dân ở vùng bị ngập ra nơi an toàn. Sáng nay trên địa bàn thành phố Phú Quốc vẫn còn mưa, một số khu vực vẫn còn ngập, có nơi bị cô lập trong vùng trũng thấp. Trước tình hình trên, chính quyền thành phố đã đến kiểm tra và cử lực lượng chức năng túc trực 24/24 giờ hỗ trợ người dân khi có yêu cầu. Trước tình hình mưa bão kéo dài, bà con trên đảo cũng đã tổ chức nấu và phát hàng trăm suất cơm cho bà con trong vùng bị ngập, đảm bảo an toàn, hạn chế ảnh hưởng đến cuộc sống và sinh hoạt hàng ngày của người dân. Theo dự báo, trong 3 ngày tới trên địa bàn thành phố Phú Quốc có mưa vừa, mưa to và mưa rất to trên diện rộng. Để đảm bảo an toàn cho người dân thì chính quyền thành phố Phú Quốc cũng đã tuyên truyền, vận động di dời hỗ trợ người dân đến nơi an toàn. Mắc kẹt rồi, mắc kẹt rồi. Phạm Ngũ Lão, mắc kẹt rồi. Có mấy cái xe ở đó rồi? Một xe ô tô bị trôi xuống. Đây này, cái mương này nó bị cuốn lại rồi này. Mương bị tịt, cống nó bị tịt. Tịt cống nó mới bị vậy á. Trời ơi, ở đường Phạm Ngũ Lão em.
Phạm Ngũ Lão em ơi, Phạm Ngũ Lão. Gặp hết rồi, gặp hết rồi, buôn mê gặp hết rồi. Nước chảy kinh khủng. Trôi hết rồi, đồ đạc ở chung trôi hết rồi anh ơi, bây giờ không biết làm sao, trôi hết đồ rồi này, đồ đạc rồi trôi hết ra rồi, trời ơi.
Trời ơi sao mà trôi hết thế này. Tôi chết rồi. Cái cửa đằng sau nó bể ra. Nó đập cửa nó bể ra luôn. Ngập tràn hết, đóng băng hết. Chẳng còn gì sau một đêm các bạn ạ. Sau một cơn mưa, sau một cơn lũ như thế này hết. Mất hết rồi. Mất hết rồi mọi người ơi. Không còn gì cả. Bao năm cố gắng vất vả, bao năm tích cóp trông chờ vào đây. Không còn gì nữa rồi mọi người ơi. Hết rồi. Vậy là hết rồi. Chắp tay con lại ông rồng. Năm nay năm lửa, lấy gì con ăn? Con xin con nguyện ông rồng, năm nay tháng hạn, con gặp toàn nạn tai. Chắp tay con lại ông rồng, cho con được số bạc vàng, để con giúp đỡ người nghèo thế gian. Chắp tay con lại ông rồng, cho con được nhiều lợi lộc, để con cứu người thế gian. Chắp tay con lại ông rồng. Trời đất ơi, trời ơi, ông bà tổ tiên thì trời ơi, ông không chịu lại. Ông bà tổ tiên ông không lại, ông không thờ. Trời ơi, ông thờ một cái hình ảnh có một con rồng, rồi một con số năm 2024. Ông cứ dập đầu ông chắc bỏ vô đó để làm cái gì vậy? Trời ơi, ông ba bứa ơi, thay vì ông cứu nạn tôi một chút cũng đỡ, ông thấy không? Tôi ướt hết nửa cái thân người tôi rồi nè. Trời ơi, tôi đi chợ về, tôi đi ngang đây, mưa, nó ướt hết người tôi. Rồi tôi nhờ ông mở cái cửa thôi. Mà ông ba, trời ơi, bốn ba tôi mới thấy nha, ông ơi tính dị đoan hết sức luôn. Trời ơi, ông rồng. Ông đi lên cái bàn thờ tổ tiên á, ông xin ông trời đi. Mấy cái này mà ông cũng đi tin hả? Con rồng á chỉ là hình thức của thế gian thôi. Trời ơi, ông mê tín dị đoan quá ông ba bứa. Mới là chuyện người cha, chú mắt có nhỉ và nhá giờ cơm cũng bị ướt mắt. Thì con ở đó đi, má mới mở cửa vô à. Trời ơi, má lấy cảnh tượng này má muốn đi về nhưng mà con ơi, mưa sao lớn dữ vậy con? Vì nhảy giờ mưa cũng đâu có nhỏ vô mắt. Người thế gian không hiểu, xin thằng rồng bỏ qua. Cái gì? Có chuyện này nữa hả? Trời ơi, tôi trước giờ tôi chỉ tin là tới chùa nè, thắp nhang thì tin có Phật nè. Rồi bàn thờ tổ tiên, ông bà của miền trăm họ gì đó tôi tin hết. Rồi ra nghĩa trang gì đó, tôi đều tin nơi đó là có, chứ không phải tôi không tin có. Tại vì tin từ nơi cái lương tâm của tôi. Còn những cái hình vẽ thì có cái gì đâu mà tin. Trời đất ơi, ông ba bứa ơi, ông bình tĩnh lại chút xíu đi. Bởi vậy cả làng cả xóm nói ông á là thầy lầy là phải rồi ông ba bứa. Mà má nói dữ chưa vậy má? Cái hình dòng nhớ có chuyện á má. Con thấy nhảy giờ có một gì á, đứng ở trên nhị nham á, ở trên dầu có cái mũ, có hai cọng dây á, chua chua qua dải màu vàng á, mà đang đứng nhìn má cứ cười tết cười vui kìa. Má à, má đừng có nhói hổm nữa, coi chừng á,
Ông ấy giận lên rồi ông ấy đánh cho má một cái, má dao vuông á. Con à, nghe má dạy, con đừng có để mình bị mất dạy từ nơi má dạy con. Con hiểu không? Chúng ta chú mưa ở đây xong rồi đi về đi. Đúng là cái ông thầy lầy ba bữa mà. Tin gì mà tin tùm lum, tin tào lao, tin chuyện chuyện không có không à. Nè, bình tĩnh lại đi. Quậy ơi, quậy bình tĩnh lại đi. Cho mà má con nói cái rồi cắt thở luôn vậy ba bữa. Cái ông trên ở trên kia ổng dám gì má con chắc chở rồi. Thời nãy giờ ông ba đã nói cho con nghe rồi. Ông ba bữa nói rõ rồi mà không chịu nghe. Cám ơi tính dị đoan là cái mình bày vẽ lung tung linh tinh ở trên cõi đời mới là mới tính dị đoan. Còn những chuyện mình tin ông Rồng á, ổng có thiệt, ổng cho nước nhân gian để có nước tắm rồi nước sống, nước uống, con ơi không bị khô hạn. Rồi rất nhiều chuyện, nhưng mà bay còn nhỏ quá thì ông ba bữa cũng biết nói với bay làm sao nữa. Mà ở đây á, nhiều người chửi ông ba quá nên thành ra bỏ gọi toàn là gọi là ông ba thầy lầy vậy á, mọi người không có tin, con có hiểu không? Thì con cũng còn nhỏ nhưng mà con thấy có chuyện mà. Cái hình dòng gió con thấy có người vàng ông ở gió mà. Gió vàng con thấy. Nhưng giờ ông bà ơi, ông trên giùm con như chứ má con chắc chở chạy nhà ông coi chừng ông chui chảo. Ông trên giùm con gì? Cờ, con coi kìa, hồn má con đang quỳ ở trước mặt ông Rồng kìa. Con thấy không? Con quý dạy con trên ông Rồng. Má con vô trời. Còn con thì con có thể chịu nghiệp trời chính con được không? Chính con chạy ra chuyện vì má con chết vuông thì không có ai nuôi con hết. Con xin ông thằng Rồng á, ông hãy cho má con một cơ hội như chuỗi thơ con còn đang phải giớm nữa. Mà giờ con cần có người chăm sóc do dắn cho con. Ông thằng Rồng ơi, ông hãy bỏ qua cho người nhân gian của con đi. Má con cũng không hiểu, không biết mới phạm vào ông. Chứ má con cũng không phải là muốn tạm vào âm đâu. Chứ nhâm cho má con vượt chống dậy. Con dạy âm trần dòng, con chinh nhâm trần dòng. Đợi ông bà bớ nói với ông thằng Rồng cho. Má con đang bị quỳ chịu tội kìa. Ôi trời ơi, đó, bây giờ còn nói gì nữa không? Hả? Hồi nãy nói thì không nghe, bây giờ thì cầu xin và cầu nguyện. Má chinh ông dần dần đi bới qua cho má một vàng đi. Má dừng phạm vàng nhớ nha má. Chuyện là có chờ gì có chiên thôi. Còn ai nhìn thấy thì chinh mà ai không nhìn thấy thì thôi. Chuyện của ông ba bữa là chuyện của ông ba bữa. Chạy má nhiều chuyện nên má mới gặp nhạn như vậy với má à. Má hãy quyết chinh ông dần dần. Chinh ông dần dần bỏ qua cho má đi má à. Con đã biết lỗi của con rồi. Từ đây trở đi, con sẽ không phạm lỗi nữa. Xin ông thần Rồng tha thứ cho con. Những gì con đã nói sai, nói bậy, con cúi lại, con xin ông thần Rồng bỏ qua cho con. Giờ thì nó tỉnh lại, nó dễ chịu gì đâu. Hồi nãy á, bị bắt vô trong kia á, thì sợ hãi, khóc lóc. Này à, ông ba bữa tôi nói có sai không? Hay là muốn bị đánh cái nữa rồi rớt cho cái hồn vô trong kia bị chịu tội trước mặt ông thằng Rồng. Năm 2024 đừng có dẫn chơi, đừng có dẫn mặt tàn nga. Tôi biết rồi, tôi hiểu rồi, tôi đã cúi lại ông thằng Rồng rồi. Từ nay trở đi tôi không có phạm vào những cái chuyện này nữa. Ông làm gì giữ dân ba bữa, ông ý làm thầy ông hay à? Ông ý ông nhìn thấy được cái thế giới khác là ông giỏi sao? Có ngày tôi cũng nhìn thấy được thì sao? Má, vậy nãy giờ má có thấy gì không? Má có thấy là ông Trần Dòng đang ở trong bức tranh đó không? Thì má tỉnh lại thì má thấy bức tranh đâu, chứ giờ má thấy cái gì con? Vậy con thấy thiệt hả? Má, con thấy thiệt mà, ông Trần Dòng đang nghiêm trang lắm á. Nếu má còn hổn với ông ba bữa nhỏ má coi chừng á.
mắt cây chân má bị dao dỗ vô cái xác chúng kia chết vuông rồi con không có để mà nuôi vuông á. Mắt ngân mà ăn nhân chắc hói gì. À, con nói mắt cũng biết. Thôi, tạnh mưa rồi. Cảm ơn anh ba. Mắt con tôi á làm đi về. À, cuối lại xin ông thằng rồng bỏ qua cho. Từ nay trở đi là tôi á, tôi tin mà tôi sẽ không mê tín dị đoan gì hết trơn á. Tôi chỉ tin thôi, tôi tin là có. Như vậy, tôi cũng xin rằng á, có gì nói sai á thì người bề trên bỏ qua cho. Để cho tôi á, về nhà tôi sẽ tu cái tâm dưỡng cái tánh của tôi. Cảm ơn anh ba bước nhiều. Mắt con tôi đi về nha. Dạ. Phương Linh đã kể xong những câu chuyện không có thật của em rồi. Anh chị em hãy thận trọng, hãy cẩn thận. Và hãy nhớ lưu ý khi chọn nghe kênh giải trí. Vì đây là những câu chuyện không có thật.